Sáng 6 tháng 10, đồng chí Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo với các địa phương. Cùng dự có các đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Thái Bảo, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Sở Y tế, trong ngày 5 tháng 10, Đồng Nai ghi nhận 528 ca mắc COVID-19, trong đó có 3 ca trong cộng đồng. Đáng chú ý, thành phố Biên Hòa có đến 415 trường hợp mắc mới, có đến 30 khu phố đã phong tỏa trên địa bàn thành phố không giảm số ca mắc trong 14 ngày qua. Do đó, thành phố Biên Hòa cần có các biện pháp chặt chẽ, quyết liệt để ngăn chặn dịch tại các khu phố này. Trong ngày, toàn tỉnh đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho gần 70.800 người. Đến nay, đã có trên 2 triệu người được tiêm vaccine, đạt 90,11% số người trên 18 tuổi toàn tỉnh đã tiêm. Trong đó, hơn 201.000 người đã tiêm đủ 2 liều, chiếm tỷ lệ 8,92%. Hiện nay, Sở Y tế đang điều phối các đội tiêm để hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine. Thời gian tới, Đồng Nai sẽ kiến nghị Bộ Y tế cấp 1,2 triệu liều AstraZeneca và 250.000 liều Pfizer để phấn đấu phủ mũi 2 cho toàn bộ người dân trong tỉnh vào đầu tháng 12. Tuy nhiên, hiện đang có tình trạng thiếu kim tiêm và Sở Y tế đang nỗ lực giải quyết vấn đề này. Đối với công tác an sinh xã hội, trong ngày 5 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt gần 16 tỷ đồng hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Lũy kế số tiền đã phê duyệt đến nay là hơn 750 tỷ đồng, trong đó đã chi trả hơn 677 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Đồng Nai sẽ đưa vào sử dụng phần mềm an sinh xã hội để hỗ trợ hiệu quả cho người dân. Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố Biên Hòa cho biết đã có một số ổ dịch bùng phát tại các công ty ba tại chỗ trên địa bàn, khiến số ca mắc tăng cao. Do đó, thành phố Biên Hòa đề xuất ngành y tế phối hợp kiểm tra, quản lý chặt các nguồn lây từ doanh nghiệp ba tại chỗ và người về từ bệnh viện. Lãnh đạo thành phố cũng đề xuất việc cho phép F1 và F0 không triệu chứng cách ly tại nhà. Tại cuộc họp, các đại biểu đã kiến nghị xem xét bỏ các chốt kiểm soát tại vùng xanh để tạo thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, cần rà soát đánh giá chất lượng các khu nhà trọ và có các biện pháp chế tài đối với những hộ kinh doanh nhà trọ không đảm bảo yêu cầu. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cho rằng, khi đã tiêm chủng ở mức tương đối, Đồng Nai nên thay đổi quan điểm sang chấp nhận sống chung với dịch nhưng không để xảy ra tử vong. Theo quan điểm này, trong trường hợp ổ dịch xuất hiện ở nơi có ít ca bệnh, xác định được yếu tố dịch tễ thì cách ly tập trung. Còn đối với những khu vực mà dịch bệnh đã lây lan rộng trong cộng đồng thì có thể xem xét cách ly F1 và F0 không triệu chứng tại nhà. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng đề nghị các địa phương rà soát và đăng ký rõ nhu cầu tiêm vaccine trên địa bàn để Sở Y tế phân bổ. Ngành y tế cũng cần tập trung giải quyết tình trạng thiếu kim tiêm. Đối với công tác an sinh xã hội, các địa phương cần tiếp tục chăm lo đời sống người dân, tập trung xử lý các phản ánh còn tồn động. Dự kiến trong chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ ban hành văn bản ủy quyền cho các huyện, thành phố phê duyệt hỗ trợ cho người dân theo Nghị quyết 68. Đối với các chốt kiểm soát tại các ấp, khu phố vùng xanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Công an tỉnh nghiên cứu và đề xuất giải pháp phù hợp. Trong đó nên xem xét việc giải tán các chốt này, thay vào đó tổ chức lực lượng đi tuần tra để kiểm tra việc phòng chống dịch của người dân, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự. Tôi đề nghị chỗ công an đi, các đồng chí nghiên cứu kỹ cái này, xem hình thức nào. Thì tôi cho rằng là cứ đi có một tổ, hai tổ ra gác hai đầu của cái khu phố đó, của khu dân cư đó, cho là khu ấp xanh đó, thì bây giờ chia nhau ra đi các tuyến để tuần tra, cứ 2 tiếng đi 1 lần để chúng ta làm, đảm bảo an toàn, an ninh, tất cả mọi mặt công an nắm được hết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế và Sở Thông tin Truyền thông cần phối hợp để cung cấp xử lý số liệu, sớm đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch. Các địa phương cũng cần triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn, đặc biệt là cần sớm triển khai việc quản lý đi đường bằng ứng dụng trên điện thoại, tránh phiền hà cho người dân. Sở Y tế nghiên cứu đề xuất về biện pháp cách ly và chiến lược xét nghiệm trong thời gian tới, đảm bảo phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh theo hướng nâng cao ý thức, tăng tính chủ động của người dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem kênh thông tin YouTube của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những video mới được chúng tôi cập nhật lên hàng ngày. Xin cảm ơn. Kính chúc quý vị và các bạn mọi điều tốt lành. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau.